Chào các bạn đến với kênh Tony Vlogs. Sau khi ra video tròn cắt tóc Chí Sư Đệ thì mình nhận về rất là nhiều comment tích cực và các bạn rất thích cái chủ đề tròn này. Thành ra có rất là nhiều fan của Tony vào bảo là anh đã tròn Chí Sư Đệ rồi thì lần này anh hãy tròn Bạch Đầu Bếp đi. Mình phải gắn những cái đèn chớp lên trên mấy khu vực này nè. Tới cái đèn thứ hai nha các bạn. Đó. Đây, leo lên đây. Rồi, cái đèn cuối cùng mình sẽ buộc vào cục gập này. Rồi, để đây. Đây là xong cho các bạn xem nè. Mình sẽ tiết lộ cho các bạn một ít về cái hình thức trauma lần này nha. Đó. Như các bạn cũng biết, kênh của mình đã thường xuyên ra mấy cái clip liên quan tới đầu ngựa, đầu sói hay là con ma mặt trắng rồi. Cho nên mấy cái mặt nạ này là không thể nào mà hù ma bất cứ ai được nữa hết trơn á. Nó quá quen thuộc đi. Vì thế mình đã chuẩn bị một lọn tóc giả. Đó, mới đập hộp luôn nha các bạn. Rất là ghê nha. Mình sẽ phủ cái tóc này ở ngoài trước mặt như thế này nè. Đó. Như vậy nè. Làm sao mà không sợ được. Tiếc cái nhà mình không có đứa em gái nào học hoặc là một bà chị nào học trường đại học để mà mượn cái bộ áo dài các bạn. Mặc vô mà đội cái tóc giả lên nhìn mới ghê. Mà có bộ đồ của bà ngoại. Bộ đồ bà ngoại mặc không có vừa. Cho nên là chắc có lẽ tối nay là mình phải đổi cái bộ đồ này thành một cái mền. Và cái hình thức trô của mình á là mình sẽ sử dụng cái lo bluetooth này nè. Để trong cái căn phòng nhỏ hồi nãy đó. Đây, để mình sẽ mở lên cho các bạn nghe nha. Ở đây mình kết nối sẵn luôn rồi nè các bạn. Đây. Bạch Đầu Bếp, vô trong phòng này tao nói này nghe nè. Bây giờ mình sẽ gọi Bạch Đầu Bếp nha các bạn. Phải dụ nó lên trên này được mới thôi. Không thôi là bể hết cái quạt. Alo mày. Mày thiết kế nhà của tao phần sân thượng bị lỗi rồi mày. Lỗi vậy? Mày đi lên trên này nè, lên sân thượng mày mới biết được. Cái sân thượng của tao mày thiết kế gì kỳ vậy? Mày gắn cửa tầm 7 không à? Rồi, để tao chạy lên liền. Hiện tại là mình đã quá trang thành con ma tóc dài rồi đây. Đây là cái bối cảnh mà mình set up dùng để cho tất cả mọi người. À, mình sẽ lừa họ đi vô đây bằng cái loa bluetooth mình đã set up sẵn nằm trong chỗ này rồi đây nè. Đó, các bạn thấy lo được tôi không? Và đây là cái camera quay lén của mình đặt sát góc. Đấy. Và sau khi họ bước vô đây không thấy mình. Trời ơi, nực quá. 20 minutes later. Rồi, chừng nào nghe tiếng xe của ông Bạch Đầu Bếp tới nhà mình mới đổi cái tóc giả này lên nha các bạn. Đổi trước nó nực lắm. Nãy giờ chùm cái mền mũi cắn muốn chết luôn nè. Gì đây? Bạch Đầu Bếp tới các bạn ơi. Chết. Vô trong phòng nè, tao nói này nghe nè. Đây, trời. Đi đây. Nói này kêu đây mà. Đi đây. Tao. Trời ơi, mày hết chuyện chơi á, Vinh. Trời ơi, tao sợ ma. Trời ơi. Đã tao vô. Em chết luôn, ở, tao quýnh mày luôn bây giờ đây nè. Dưới rồi. Gì đâu, tự nhiên đem hết, kêu hù hết hồn mày. Tự nhiên ai hẹn hôm nay ta. Gì đây. Chết. Nói trong đây gì trời. Gì đây. Nói trời kêu đây. Tao. Rồi mày rảnh quá thì ra là đặt camera ở đây. Đó, nhưng mà thôi mày đừng có lo. Chốt lại là bây giờ hai anh em mình sẽ cùng nhau bắt tay lại để cho anh Chí Sư Đệ nha các bạn. Rồi ok. Nói bữa đó hả? Sao giờ lên liền đi. Được không? Liền hả? Lên liền đi, có bàn qua máy điện thoại không có được. Lên trên này liền đi. Ra phía sau hè, cái chỗ mà bình thường hôm bữa tôi đứng đó tôi dắt con Bun đi dạo á. Ở phía sau hè nhà tôi đang xây á. Tôi ở đó chờ nha. Nè mày, tóc giả của mày nè.
tóc giả gì nó xíu cha tóc nhất hay vậy? Mày thôi lên thử đi. Cái máy ngoài trước của mấy nhỏ gái á. Được không? Được gì là đẹp lắm rồi ba. Một bỏ mắt kiến ra đi. Rồi. Ma nào đeo mắt kiến mày. Với mày mở cái kia son này ra luôn nè, để tao tha cho mày luôn. Cái gì vậy? Tao có phải ma bê đê đâu mà son nữa. Mày không biết gì hết. Chu bỏ mày ra đi. Chu vừa vừa thôi, tao nhìn tao mắc ói quá. Rồi được rồi. Lọt chứ miệng. Rồi rồi được rồi, tự chét ra đi. Tự chét ra đi. Rồi. Được chưa? Rồi được rồi, đúng rồi. Tao lấy cây son của mẹ tao chứ tao có biết cái con khỉ gì đâu. Son thơm quá ta. Rồi. Vậy đó, vậy. Rồi đổi đổi này lên đi. Đổi này lên đi. Tao coi thử. Nói chưa, nó ghê còn hơn cái con khỉ. Tóc nó không ghê mà cái mặt mày đổi lên nó ghê. Trầm cảm nhận tao ấy. A few moments later. Lên lên được không? Ừ. Đẩy cái đít mày lên nè. Rồi được chưa? Rồi qua đó đi, tao qua đây tao trốn. Tao qua đây tao trốn. Hồi nãy cho thằng Bạch đồ bếp á, là mũi cắn mình muốn xưng cái đít này. Bây giờ đợi thêm chí sư đệ nó tới để hai anh em cho nó cái nữa. Chắc ngày mai mình bị sốt xuất huyết chắc luôn các bạn ơi. Bây giờ mới hiểu cảm giác của thằng Vinh nãy các bạn ơi. Nực nổi mà mũi cắn quá. Ý mà có một mình nó hù mình á mà muốn xỉu luôn. Bây giờ hai thằng kết hợp đợi hùn chí. Không biết phản ứng nó làm sao nữa. Chí ơi, tôi ở trong này nè bầu ơi. Làm gì kêu tôi với trong này làm gì? Ủa? Bluetooth mà đâu phải Vinh đâu. Mày trò gì vậy? Vinh! Chí ơi, tôi ở trong này nè bộ ơi. Làm gì kêu tôi với cũng đây làm gì? Ủa? Bluetooth mà nó phải Vinh không? Mày trò gì vậy? Vinh ơi! Vinh! Chạy mất tiêu mà. Chị, vô đây, tôi. Chạy mất tiêu, tôi với Vinh. Hổ. Rồi bây giờ Chí có thể chia sẻ cho các bạn biết cái cảm xúc của mình sau khi bị hai anh em tôi cho ma không hả? Vừa sợ vừa mệt mà. Tao nói đàng quá. Nói chuyện không được luôn trời. Rồi, video này đến đây kết thúc nha các bạn. Đừng quên đăng ký kênh và bấm vào cái chuông ủng hộ kênh Tony Vlog mình nha.